Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sự chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá tựa game đầu tiên nha. Đây là những tựa game của Lego rất hay và hot trong những tháng vừa qua. Và mình đã lọc ra trong clip này. Yeah, một hộp quà. Wow. Let's go. Oh my gosh. Cái đó phải nhảy lên chứ không phải cung xuống. Wow, quản lý chút sơ ca. Rồi, lại có một cái để biến đổi xe. Xe này thì không để cao được. Thank you.
Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ hai. Lego Star Wars. The Complete Saga. Let's go. Các bạn sẽ lắp luôn. Tiếp tục lắp à. Ok. Mình sẽ vào đây đã. Như vẫn còn thiếu một cái gì đó thì ở trên này vẫn không lấy được. Nhưng mà thôi, mình sẽ chuyển sang anh chàng người máy này. Sau đó thì sẽ là nhiệm vụ tiếp theo. Mở cánh cửa ra. Rồi, đi sâu bên trong. Ok, sau đó lại chuyển sang anh chàng người máy tiếp. Và mở ra. Rồi. Rất là đông ở đây. Wow, rất là đông luôn. Có thêm hai chú robot ở đây nữa.
Wow. Và nhớ xếp vậy là chưa chuẩn. Mình sẽ xếp lại cho. Sau đó các bạn sẽ đi vào tiếp bên trong. Đây là một tựa game một khá là dài nhá. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo, My Crush. Và tựa game này thì mình sẽ chọn anh chàng xuyên đây đi. Let's go. Có một anh chàng vừa cướp ở trong ngân hàng. Một cái gì đây? Một cái kim cương. Anh ta chạy rồi. Và bây giờ thì mình sẽ lên anh ta và bắt anh ta lại. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ tư. Lego Jurassic Works. For 6 PA. Sorry, there's no way to get up to the raptor pen until the new generator gets unpacked and built. You have to kickstart it with your stun rod. By the way, whatever you do, don't try looking the ends of these things. Jeez. Thank you.
Rồi ok. Anh chàng này thì là như kiểu dò tim. Come on, who tore up the cage track? I tell you, that raptor ain't fudging until it gets fixed. Các bạn làm sao để bắn cả anh chàng này nữa. Rồi ok. Tiếp tục. Lắp ráp tiếp. Pushing team move in there. I want tasers on full charge. Steady! Come on, step back in. Ok, sau đó các bạn sẽ đi làm những bước tiếp theo. Để mở hết những cái gian hàng này ra. Gian này ra. Tiếp tục mình sẽ mở đây ra tiếp. Rồi ok. Và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Brown. Lego Bro. Ok. Lego Bro. Cũng được. Các bạn sẽ xem skin ở đây, xem các bạn thích skin gì. Rồi, mình sẽ chọn skin này đi. 3v3. Hai team solo với nhau. Gì đó. Ok. Oh my god, đi luôn.
ta thắng rồi. Hết story. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Lego Marvel. Let's go. Boss. Time for some heavy metal. Okay, I can go. So, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Lego DC Superhero. Harley Quinn thì sẽ bỏ trốn. Cô ta là bị ngơ và cô ta đang ẩn lấp luôn. Ok. Tím, vàng, đỏ và xanh lam. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ lại lên trên. Let's go. Oh!
Rồi, còn các bạn sẽ lắp cái này. Rồi, tôi dập cái này xuống. Và tiếp tục, đó là các bạn sẽ dùng anh chào bắp măn đen. Sau đó thì nhảy lên. Rồi, ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Triforce. Marvel Triforce. Let's go. Let's go. Lại sợ không chiến đấu được vì cái đó rất là khỏe luôn. Let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, DC Legion. Đây là những anh hùng trong DC. Let's go. Ok. Gotham City, okay.
Chưa xem nào. Rất nhiều giáp luôn. Rồi, đúng là boss rồi. Rất là khỏe. Ok, nhưng mà không sao. Great story. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Marvel Champion. Let's go. Lúc tiêu diệt cô lại rồi. Tiếp tục nào. Let's go. Thank you.
Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Lego City. Ok. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Lego Batman. Let's go. Killer Croc into a sewer. Okay. Got to find out what he's up to. Let's go. Các bạn cứ làm theo hướng dẫn của game. Ở đây nước sẽ rút và các bạn sẽ ăn được một cái biến đổi. Yeah, let's go. Nhảy thôi. Anh chàng này đã biến đổi rồi. Nice. Time to clean this place up a little. Ok, đã đủ. To try raising the water levels so we can get across. Rồi, và nước sông đây sẽ rút và sẽ đẩy lên. Sau đó các bạn sẽ sang bên kia và làm tiếp được vụ tiếp theo. Các bạn sẽ phải tiêu diệt một đoàn quân. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.